Geneva Summit kỳ thứ 15 phản bác các tuyên truyền của các chế độ độc tài. Ngày 14 tháng 5 2023, tại Geneva, Thụy Sĩ, đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh Geneva về nhân quyền và dân chủ lần thứ 15. Hội nghị được tổ chức đều đặn hàng năm kể từ năm 2009 và luôn vào thời điểm mà Liên hợp quốc có những buổi họp thường niên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc để các thành viên lần lượt tường trình tình hình nhân quyền tại quốc gia của họ. Mục đích của hội nghị thượng đỉnh Geneva về nhân quyền và dân chủ là để nêu lên tình trạng nhân quyền và đặc biệt là để hướng cộng đồng thế giới quan tâm vào một số trường hợp cấp bách cần phải có sự can thiệp nhanh chóng để giảm đi những khổ nạn có thể xảy ra đến với các nạn nhân. Hội nghị Geneva Summit là môi trường thuận lợi cho các nhà hoạt động nhân quyền cũng như các nạn nhân có một diễn đàn rộng lớn để nói lên các vi phạm nhân quyền mà chính quyền nước họ đang cố tình che giấu dư luận thế giới. Năm nay, ban tổ chức đặc biệt tạo cơ hội cho các diễn giả dạ phản bác các tuyên truyền dạ dối của các chế độ độc tài. Số người tham dự lên khoảng 600 người. Họ đến từ nhiều phương hướng, phương trời khác nhau. Họ là người Nga, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ người Hồng Kông, người Bắc Hàn, người Trung Hoa, người Taliban, người Iran, người Zimbabwe, người Venezuela, người Nicaragua, người Cuba. Ngoài ra, ban tổ chức cũng cho phát trực tuyến để cho hàng ngàn người ở xa có thể đeo dõi hội nghị. Mỗi diễn giả dạ là mỗi câu chuyện đau buồn và nhắc chúng ta thấy đâu là giá trị của một nền dân chủ, trong đó mọi người có quyền tự do phát biểu. Phần khai mạc dành cho bà Evgenia Karamuzra, một nhà hoạt động nhân quyền người Nga Bà là vợ của tù nhân chính trị Vladimir Karamuza, lãnh đạo phe đối lập Nga hai lần bị đầu độc, bị cầm tù bởi chính quyền độc tài Vladimir Putin chỉ vì ông phản đối chiến tranh ở Ukraine. Sau đó là phần phát biểu của ông Kabinu Sidik, nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ, là nhân chứng của sự tàn bạo trong các trại cải tạo Trung Quốc. Diễn giả trẻ tuổi nhất và gây xúc động nhất có lẽ là cô Nila Ibrahim Himi, nhà hoạt động người Taliban. Cô 15 tuổi, cô may mắn đã thoát khỏi trong gang tấc sau khi quân taliban chiếm đóng afghanistan cô kể nỗi đau đớn của những người phụ nữ ở xứ cô chính quyền đối xử người phụ nữ như công dân hạng hai chúng tôi bị bịt miệng không có quyền gì kể cả phát biểu con gái không còn có quyền cắp sách đến trường thậm chí cấm cả ca hát tất cả chỉ vì chúng tôi là con gái là phụ nữ cô kết luận trong nước mắt hôm nay tôi được may mắn sống trong một xứ tự do nhưng tôi biết những người mẹ những người chị người em của tôi đang chết dần chết mòn trong các trại giam bên đó người trẻ thứ nhì là cô francis huy Cô là nhà hoạt động Hồng Kông. Cô là giám đốc của tổ chức We the Hong Kong. Năm nay cô 25 tuổi. Cô tố cáo chính quyền của Tập Cận Bình là dạ dối, là không giữ lời hứa một quốc gia hai thể chế, cũng như không tôn trọng thỏa thuận 50 năm tự trị Hồng Kông. Cô tố Tập Cận Bình đã dùng bạo lực để dập nền dân chủ Hồng Kông. Cô đấu tranh để Hồng Kông được trả lại cho người Hồng Kông. Tuy cô là một nhà đấu tranh trẻ nhưng cô đầy nhiệt huyết, hùng hồn và can trường. Đặc biệt, năm nay là lần đầu tiên, ban tổ chức đã mời ba học sinh của trường trung học Geneva lên tiếng Thay cho các nhà đấu tranh nhân quyền đang còn bị trong tù, đây là một sáng kiến rất hay của ban tổ chức giúp cho giới trẻ nhập cuộc vào các sinh hoạt nhân quyền. Một phần quan trọng của chương trình là phần trao giải. Người đấu tranh tích cực nhất cho quyền lợi của người phụ nữ năm 2023, giải được trao cho cô Shima Babie, người Iran, con gái của nhà bất đồng chính kiến mất tích là ông Ebrahim Babai. Và giải người hoạt động nhân quyền dũng cảm nhất của năm 2023 được trao cho ông Felix Maradiga, lãnh đạo phe đối lập Nicaragua và là cựu tù nhân chính trị. Trong phần chia sẻ, ông Felix Maradiga cho biết ông được trả tự do là nhờ sự can thiệp không ngừng của các tổ chức nhân quyền, các xã hội dân sự, các nhà ngoại giao luôn nhắc tên tuổi ông trong mọi trường hợp trao đổi với các chính quyền Nicaragua, giúp tên tuổi ông được biết nhiều trên thế giới. Các chế độ độc tài rất tối kỵ khi những con mắt thế giới nhìn về phía họ. Ông kêu gọi chúng ta phải tiếp tục mạnh mẽ, chỉ tay vào các trường hợp vi phạm nhân quyền. Hội nghị thường đỉnh Geneva về nhân quyền và dân chủ năm nay đã có một diễn đàn phong phú, đa dạng giúp cho các nhà bất đồng chính kiến cũng như các nạn nhân nói lên sự thật, phản bác những dối trá trong tuyên truyền có hệ thống của các chế độ độc tài.